Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, ARK Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những cái nó gọi là cái kho báu bí ẩn mà có lẽ nhiều anh em chơi game Free Fire chưa biết. Đấy, thì nếu mà anh em nào chưa biết ấy, trong trò Free Fire của chúng ta ấy, hoặc là các game của Gaena ấy, thì có một cái hệ thống gọi là hệ thống tri ân khách hàng. Và cái hệ thống này thì tôi thấy là một số streamer cũng đã có hướng dẫn cho anh em rồi. Đấy, thì tôi cũng chính tôi cũng chưa bao giờ vào kiểm tra xem là cái trang membership này, cái member.gaena.vn này của tôi thì có bao nhiêu kim cương hay là có bao nhiêu những cái tri ân. Đấy, ở đây nó có 4 cái game của gà rán thì các anh em có thể chọn, ví dụ Liên Quân này, Blade and Soul, FIFA Online 4 và Free Fire. Riêng trò Liên Minh Huyền Thoại thì chương trình không áp dụng. Anh em là chơi Liên Minh hơi đen. Đấy, đấy, thì khi vào đây chúng ta thấy có đăng nhập, nhưng mà ở đây chỉ có đăng nhập Facebook thôi. Thì những cái tài khoản VK hay là tài khoản Google ấy thì sẽ không có xuất hiện ở đây. Đấy, thì có nhiều anh em thắc mắc là tại sao VK và Google không xuất hiện ở đây. Đấy, thì tôi giải thích cho anh em là tại vì là cái thời kỳ đầu ấy là cái trò Free Fire này nó chỉ có tài khoản Facebook thôi, nên là cái hệ thống member của bên Gaena này ấy thì nó chỉ nhận tài khoản Facebook thôi. Đấy, về sau thì mới mọc ra thêm mấy kiểu tài khoản VK với cả tài khoản gì nhỉ, tài khoản VK rồi tài khoản Google thì mới gần đây. Đấy, thì có lẽ là hệ thống nó chưa cập nhật, nhưng mà không biết là bao giờ mới cập nhật. Ui, tôi tích lũy 187.000 kim cương anh em ạ. Ui, tôi có 188 lần quay này anh em. Cứ nạp tích lũy 800 kim cương thì được nhận một lượt quay. Ui, tôi có 188 lần quay này anh em ạ. Ui, quả đấy quay thì phải gọi đến chết. Và quả đấy quay gọi là bét, bét tờ lời nhè, phê loi toi phòi, bét nhè chè độ đen luôn. Và gọi là căng đét và khét là lẹt những cái lượt quay luôn anh em ạ. Và những cái quả trong cái quay này chúng ta sẽ có đó là 1.800, 1.200 rồi 600 kim cương. À, 1.800, 1.200 rồi 600 rồi 6 cái hộp mảnh nhân vật à. Đấy, quay được 1.800 vàng, quay được 1.500 kim cương rồi. Ui, quay quả 1.500 kim cương thì lộc lá nhá. Và lộc lá thực sự 17 cái lửa trại. Sao lại có cả quả 17 lửa trại hay sao? Và cái mốc của tôi hiện tại là mốc kim cương 2. Thì cái này nó có nhiều mốc. Nói chung là bạn mà càng nạp nhiều thì các bạn lên cái mốc càng cao thì được tri ân càng nhiều. Đấy, thì cái địa chỉ của website này là member.gaena.vn, à, membership.gaena.vn. Anh em có thể xem lại cái đoạn đầu. Thì anh em nào mà hay nạp kim cương có thể vào đây lấy kim cương được. Còn lý do vì sao mà cái này nó không có tài khoản VK hay là không có tài khoản Google ấy, tôi nghĩ là do là cái hệ thống này ở bên Gaena ấy nó không lấy được dữ liệu của cái bên VK hay là bên Google. Mà muốn là lấy được dữ liệu thì bên Gaena có lẽ phải làm việc với hai công ty đó. Còn VK thì nó là một cái mạng xã hội mà nó tương đương với Facebook. Nhưng mà VK thì thường là anh em mà sống ở bên Đông Âu hay bên Nga thì mới hay dùng. Còn ví dụ như Google nó mới được bổ sung vào thời gian đây thôi, thì Gaena sẽ phải làm việc với bên Google lấy được cái dữ liệu từ cái tài khoản. Đấy, cho nên ví dụ như là họ không lấy được dữ liệu tài khoản thì chịu. Còn cái trò Free Fire này thì ngay từ đầu đã đăng nhập bằng Facebook rồi, nên là cái dữ liệu của game nó nhiều, với cả căn bản là số lượng người mà dùng tài khoản Facebook để chơi nó cũng đông nữa. Tôi nghĩ là số người mà dùng tài khoản Facebook chơi nó phải chiếm 96,69%. Còn những cái người mà chơi VK với những người chơi Google nó rất là ít. Thế nên là nếu mà anh em nào mà chọn chơi VK hay chơi Google ấy, để đảm bảo là không bao giờ bị mất tài khoản, thì anh em lại không được tri ân ở trong sự kiện này. Đấy, thì đấy là cái theo cái quan điểm, theo cách hiểu của tôi. Tôi nghĩ vậy, có thể là đúng, có thể là sai. Đấy, quay đến đấy giờ toàn vàng anh em ạ. Ui, tôi quay toàn vàng. À, ví dụ như anh em mà lên cái trang membership này mà dùng tài khoản Facebook đăng nhập ấy, anh em có thể gọi là ghi lại ngày sinh nhật của mình ấy. Anh em gọi là đăng ký ngày sinh nhật của mình thì đến ngày sinh nhật của anh em. Đấy, thì chúng ta sẽ được nhận một cái phần quà gì đấy đến từ cái trang membership này. Thì tôi thấy là cái sự kiện tri ân này cũng khá là hay. Và tôi thấy là các streamer, một số streamer, ví dụ như là ông em Củ Tạ tôi là hay vào đây để quay lắm. Thế tôi cũng tò mò, tôi vào xem có bao nhiêu lần quay. Có 188 lần quay anh em ạ. Đấy, ăn được 6 vé quay kim cương rồi, nó gọi là mướt mượt mượt. Và gọi
gọi là thơm bơ. Và thơm thực sự, xem mà quay được phát 1500 mim gương không. Và quay quả 1500 mim gương thì lại lãi. Tại vì để lấy một lượt quay chúng ta mất 800 mim gương, thì chúng ta quay 1500 lãi được 700 rồi. Và nhưng mà tôi nghĩ là khó lắm. Tôi nghĩ là 6 cái vé quay màn mim gương đã là to rồi. Ở đây chỉ có hai cái nó giá trị thôi. Đó là 1800 vàng thì cũng khá là giá trị đấy. Tại vì vàng cũng là một trong những cái mà khá khó kiếm. Và công nhận là thông qua cái này cầy vàng khá kinh. Là từ nãy giờ tôi quay mấy chục lần này nhỉ, tôi quay 20 lần thì cũng phải tầm 15 lần ra mấy cái hộp vàng này. Không biết bao giờ bên Nga nào mới gửi vào trong game hay là họ cộng thẳng ở trong game hay như nào luôn. Tại vì nói thật với anh em mà tôi cũng chưa quay cái này bao giờ. Đấy, hôm nay ông em củ tạ tôi làm clip thì tôi mới biết đi, chứ còn tôi cũng không để ý cái vụ ấy lắm. Thì tôi vào đây tôi mới thấy tôi nạp 187.655 kim cương. Tính ra là bao nhiêu nhỉ? Cứ 5.000 kim cương thì là 5.000 kim cương là 1 triệu đi. Đấy, 10.000 kim cương là 2 triệu. Đấy, 36 triệu là 40 triệu. Đấy, 40-50 củ thì đấy. Tài khoản của mình nó cũng xịn sò con bò, nó phết đấy nhỉ. Và tài khoản của mình nó cũng xịn đấy. Thế anh em vào trong cái membership này, anh em thử xem là đăng nhập xem anh em đã đốt vào trong game là bao nhiêu kim cương nhá. Và anh em thử quay cái này xem có ra được không. Tôi chắc là tôi chỉ quay mấy chục lần thôi, chứ còn quay hết 160 mấy lần thì mệt lắm. Và chắc là phải nhờ tối về đợi con tôi đi học về, tối tôi nhờ nó quay cho tay nó son. Chứ còn ngồi quay 160 cái này thì cái clip này nó phải dài mấy tiếng à. Chết, không được, mệt lắm anh em ơi. Nên tôi chỉ quay thế nhá, từ nãy giờ toàn ra vàng, được mỗi một lần 6 vé mà quay một quay kim cương. Đấy, ok anh em. Đấy, nó đơn giản như thế thôi. Còn lý do vì sao mà không có VK hay không có Google, tôi nghĩ là do cái nào không có dữ liệu của hai cái này, và họ nên làm việc với hai công ty này sớm để mà có thể giải quyết cái vấn đề cho anh em. Tại vì tôi biết là có nhiều anh em chơi tài khoản VK, anh em cũng nạp thẻ căng đét luôn, anh em nạp nhiều lắm nhưng mà cũng không có. Còn tài khoản Google thì nó mới bổ sung thời gian đây, bạn nào mà mới chơi cũng chơi tài khoản Google cho nó bảo mật. Tài khoản Google thì khó mà bị mất lắm. Thế nên là tôi nghĩ là cũng dễ. Đây là cái phim này là cái phim mà cosplay mới ở bên Gaina Free Fire. Tức là cái phim này là phim bên Thái họ làm để quảng bá cho cái bộ quỷ kiếm dạ xoa ở thành phố. Tức là Street Devil đấy. Đấy, ác quỷ đường phố. Thì cái này nó nói về hai gọi là hai như kiểu hai chiến binh, và hai chiến binh một nam một nữ, như kiểu là hai chiến binh ninja ấy. Bọn này như kiểu ninja hay là samurai quỷ gì đấy. Thì họ có nhận được nhiệm vụ đi ám sát một cái thanh niên đeo mặt nạ quỷ. Đấy, nó rất là cồng kềnh. Đấy, đi ám sát cái thanh niên này. Thì không biết là ông trùm này thì đeo cái mặt nạ có cái ngọc rồng gì ở trên người. Nhưng mà đánh nhau phải gọi là căng đét và khá là lẹt anh em ạ. Và các kiểu là điểu trưởng trùng bắn. À quên, làm gì có trưởng. Đấy, chém, chặt chém các kiểu là điểu luôn. Thì tên trùm mình khá mạnh. Nhưng mà sau đấy thì là cái đôi nam nữ này sử dụng một cái chiêu nó gọi là hơi tính toán đấy, gọi là hơi gọi là mưu mẹo tí để mà có thể đánh bại tên trùm này. Đấy, thì cái cốt truyện nó như vậy. Và sau khi mà đánh bại tên trùm này thì họ về và họ lấy cái dây chuyền tên trùm này thì trao lại cho một cái trùm của tổ chức, của cái tổ chức ác quỷ này. Thì cá nhân tôi đánh giá thì đây là một cái đoạn phim nó khá là hay. Anh em có thể xem cái đoạn phim gốc này ở bên bên Gaina Free Fire Thái Lan nhé. Còn không biết là bên Việt Nam có lấy về hay không. Nhưng mà tôi phải công nhận với anh em là bên Thái làm mấy cái phim mà nó chất vãi chưởng. Đấy, thế xong rồi lấy cái này về thì sẽ gặp cái thanh niên mặt cáo, chính là cái thanh niên tư tế cáo mà của thẻ vũ cực cách đây 2 tháng ấy. Đấy, thì tay đấy thì lại cho mấy cái thanh niên đầu quỷ này một cái đồ. À không phải một cái đồ mà một cái bản đồ, xin lỗi các bạn. Cho một cái bản đồ đấy, chính là cái bản đồ đảo quân sự. Đấy, tôi cũng không hiểu là cái bộ phim này nó ý tưởng nó muốn nói cái gì. Đấy, nhưng mà dù sao thì ngày mai chúng ta cũng sẽ có cái bộ đó là cái bộ ác quỷ đường phố này, và tôi cũng sẽ có video test kỹ cái thẻ vô cực này cho anh em xem có gì hay ho. Đấy, thêm một cái nữa là ngày mai thì cái phim Hayato thức tỉnh nó sẽ chính thức được công chiếu. Thì không biết nó công chiếu được mấy giờ, khả năng là 12 giờ đêm. Hy vọng anh em sẽ cùng hóng với tôi, và tôi cũng sẽ có một cái video để phân tích cái cốt truyện của cái Hayato thức tỉnh này, để xem là tình hình nó như nào, và xem là Hayato và Moko có yêu nhau hay không. Nhưng mà khả năng yêu nhau là cao lắm anh em ạ. Đấy, thì cảm ơn anh em đã ngồi nghe tôi chém gió thêm một tí về mấy cái đoạn phim hay ho bên Gaina chuẩn bị tung ra, hoặc là mới tung ra trong Gaina Free Fire.
Thì cái này thì họ sẽ chiếu vào ngày 1 tháng 9 nha anh em. Đấy, và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming thì anh em đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để được đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video lần sau. Bye bye. We'll be right back.